Thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà dân, ăn trộm tiền và tài sản xảy ra nhiều tại thôn Phú Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, gây bất an trong nhân dân. Ngày 8 tháng 10, gia đình bà Hà Thị Lịnh ở xóm Miễu, thôn Phú Oanh, khi đi làm đồng về thì phát hiện gia đình mình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng 50 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu mà gia đình bà đã nhiều lần bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản. Như vợ chồng tôi mất rất nhiều từ trước nay. 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 3 triệu thôi, ít thì thôi. Thế là lần này lấy 50 triệu của tôi phải báo lên công an. Mong muốn của tôi bây giờ cho vào trại, cho nó khuấy cái mức độ nó ăn trộm, ăn cắp trong hàng xóm chúng tôi, người già, người trẻ này. Từ đầu năm đến nay, không chỉ gia đình bà Lịnh mà nhiều hộ dân trong thôn cũng thường xuyên bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản như điện thoại, máy bơm nước. Thậm chí có hộ chỉ trong một đêm bị kẻ gian lấy trộm đi cả tấn cốt pha bằng sắt. Ở xóm Miễu với thôn Vũ Anh này như thế là xảy ra này cũng rất nhiều trộm, thì chúng tôi chỉ đề nghị như thế là bên an ninh chính quyền làm nào để cho an ninh nó tốt. Theo phản ánh của người dân, thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp liên tiếp tại thôn Vũ Anh là các đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên. Dù người dân địa phương đã nhiều lần trình báo lên chính quyền địa phương, tuy nhiên vấn nạn trên vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây bất an trong nhân dân.